Lạy Chúa, lòng thương xót Chúa vô bờ, sao con mãi hững hờ. Chúa vẫn đợi chờ con, chờ con trở về với Chúa, chờ con dù hết tôi đời. Xin cho con một trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi con có đỏ như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa ôi an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên trên, tin thác nơi Ngài hồn con mãi bình yên. Lạy Chúa, lòng thương xót Chúa vô bờ, sao con mãi hững hờ. Chúa vẫn đợi chờ con, chờ con trở về với Chúa, chờ con dù hết tôi đời. Xin cho con lòng tin yêu cầy mến, để người ca Chúa giàu lòng khoan nhân. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi con có đỏ như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa ôi an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên trên, tin thác nơi Ngài hồn con mãi bình. Lời Chúa ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ hai mùa chay, mùng 3 tháng 3 năm 2021. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư, và mỗi ngày thứ tư trong năm đặc biệt Kinh Thánh Giuse, chúng ta được lãnh ân toàn xá nếu anh chị em đương nhiên điều kiện bình thường là xưng tội rước lễ, nếu không bị ngăn cản bởi virus corona mà đến nhà thờ được. Đồng thời chúng ta đọc Kinh Thánh Giuse hoặc Kinh Cầu Thánh Giuse hoặc làm việc bác ái Kinh Thánh Giuse, rồi mình hoặc là cầu nguyện cho những người thất nghiệp thì được lãnh ơn toàn xá. Xin chị em nhớ đừng quên nguyên một năm đặc biệt Kinh Thánh Giuse. Mỗi ngày thứ tư chúng ta nhớ cầu nguyện cho các gia đình. Có nhiều gia đình bây giờ rạn nứt và đổ vỡ. Mà tôi thấy ngay cả bên Mỹ có những người vợ nói: thưa cha, cầu cho chồng con được ơn hoán cải. Anh ấy suốt ngày đi làm về rồi đánh đập con, chửi con, rồi đánh hai đứa con của con. Mà 10 năm nay mà con lại là một người tân tòng, con theo đạo khi con lấy anh ấy. Bây giờ anh ấy đổi tính đổi nết, cứ về là hạch tiền, rồi không có thì đánh, rồi chửi, rồi đánh cả hai đứa con của con từ lúc nó còn bé 7 tuổi, bây giờ nó tới 17 tuổi rồi. Tôi nói nếu mà không khéo là nó 17 tuổi nó có quyền gọi cảnh sát đến. Và nếu mà anh đánh đập chị thì chị có quyền gọi cảnh sát đến. Bảo thưa cha, con không muốn nhà con đi tù. Nhưng mà vì bảo vệ mình và bảo vệ con mình thì cũng phải có cách nào đó, chứ không thì rất là nguy hiểm. Vì có khi lên, có những người lên cơn điên rồi. Hôm giờ từ Tết đến giờ thưa anh chị em, toàn những chuyện mà vợ chồng chém giết nhau thôi. Có ông chồng thì ghen với lại vợ mình vì người hàng xóm, ông hàng xóm, rồi thì đốt vợ xong rồi mình nhảy vào để cháy theo vợ, nhưng mà vợ thì cháy chết còn mình lại không cháy, lại sống với khổ chứ. Rồi có những người thì tức chồng quá rồi xin lỗi, lấy kéo cắt, xong đó thì đem ra tự thú. Rồi có những trường hợp khác thì
đốt chồng mình rồi nhảy xuống lầu lại không chết. Thứ bây giờ các gia đình bị khủng hoảng rất là nhiều, và nhất là vì virus corona người ta phải sống chung với nhau một thời gian dài. Có những gia đình nói là ngày xưa cha thì anh đi làm rồi con đi làm, chỉ có sáng hoặc là tối về với nhau thôi. Còn bây giờ thì không được đi làm mà cứ phải ở nhà, sáng ra mở mắt là đã lại thấy, chưa ăn cơm cũng thấy, tối cũng thấy, đêm nào ngủ quay sang lại thấy. Thưa anh chị em, đâm đâm khủng hoảng. Vì mình sống với nhau thường xuyên, không có gì để nói, rồi có khi quen quá đâm nó hóa nhảm. Cái tâm lý nó làm cho không còn cảm thấy gì hứng thú nữa. Và sống với nhau quá thì lại càng thấy bộ mặt thật của nhau, lại càng chán hơn nữa. Cho nên anh em mình cầu nguyện cho nhau trong các gia đình, phải tha thiết cầu nguyện, hết sức mà cầu nguyện để xin Chúa luôn luôn làm mới lại các gia đình, bằng cách là mỗi ngày phải nhìn thấy người vợ của mình hoặc nhìn thấy chồng mình, thấy có một cái gì mới, khám phá ra có cái gì hay, chứ không có nguy cơ là mình dễ ngoại tình, là mình đi tìm cái gì khác, cái gì mới, vì vợ mình quá quen rồi, chồng mình quá quen rồi, thôi thì ăn cơm mãi rồi cũng phải đi kiếm tí phở, chán cơm thì đi thèm phở. Thì thưa anh chị em, chính vì những cái phở như vậy mà nó làm cho đời sống gia đình mình đôi khi nó bị khủng hoảng. Xin Chúa cho các gia đình vượt qua khủng hoảng về vật chất, về tinh thần, về đức tin, về đời sống tâm linh trong cơn đại dịch này. Bây giờ mời anh chị em nghe lời Chúa trong ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ hai mùa chay. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Jeremiah chương 18 câu 18 đến câu 20. Bài trích sách ngôn sứ Jeremiah: các kẻ thù nói, hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Jeremiah. Vì thiếu tư tế, lề luật không chết, thiếu hiền nhân không thiếu ý kiến, thiếu ngôn sứ không thiếu lời dạy bảo. Đến đây, ta hãy dùng lời nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói. Lạy Đức Chúa, xin để ý đến con, và nghe những kẻ tố cáo con nói đó. Nào có ai lấy oán đền ơn, thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho, con đã từng đứng ra trước nhan Ngài để nói tốt, nói hay cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng. Đó là lời Chúa. Và anh chị em lặp lại câu đáp: lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con. Lưỡi kẻ thù giăng xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn chính là Ngài. Trong tay Ngài con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa trời thành tin. Con nghe thấy những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chung con và mưu toan lấy mạng. Con tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa giam thưa rằng Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay Ngài, xin giải thoát con khỏi tay địch thù, khỏi người bách hại con. Tung hô tin mừng. Chúa nói, tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Mời anh chị em mở tin mừng theo Thánh Matthew chương 20 câu 17 đến câu 28. Matthew 20 17 đến 28. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường người nói với các ông: này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Zebedê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin Thầy truyền cho hai con tôi đây,
một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo: các ngươi không biết các ngươi xin gì, các ngươi có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ thưa: thưa, uống nổi. Đức Giêsu bảo: chén của thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 12 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy tín mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay trong sách ngôn sứ Jeremia trong bài đọc 1, Jeremia có nói rằng là: nào có ai lấy oán đền ơn, thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho con đã từng đứng ra trước nhan Ngài để nói tốt cho chúng, nói hay cho chúng để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng. Thế mà Ngài nghe Jeremia phân trần với Chúa: con đã làm những điều tốt như vậy, con đã bênh vực chúng như vậy trước mặt nhan Chúa, thế mà Chúa nghe họ nói thế nào? Chúa nghe ơi, Chúa nghe đây. Họ nói rằng là: những kẻ thù nói, hãy đến đây cùng nhau bàn mưu tính kế hại Jeremia. Đến đây ta hãy dùng lời nó mà hại nó, hết sức để ý đến mọi lời nó nói. Thưa anh chị em, số phận của Jeremia, của các tiên tri, số phận của những người tông đồ, số phận của những người đi theo Chúa và số phận của những tông đồ lòng Chúa thương xót là như vậy. Vì sao? Vì chính Đức Giêsu cũng bị như thế, cũng bị người ta đối xử như thế. Trong Tin Mừng Thánh Matthew ngày hôm nay, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình và dọc đường người nói với các ông: này, chúng ta lên Jerusalem và con người viết hoa, tức là Đức Giêsu, con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư, họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn, đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Số phận của Đức Giêsu: Ngài làm ơn cho người mù được sáng mắt, người què được đi lại, người câm nói được, người điếc nghe được. Ấy thế mà làm ơn lại mắc oán, lại bị thượng tế kinh sư kết án, họ nộp cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn, đóng đinh vào thập giá, và cuối cùng ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các tông đồ không thể hiểu nổi cái câu mà ngày thứ ba trỗi dậy, vì nó ngoài sự hiểu biết, ngoài sự tưởng tượng. Ngày thứ ba trỗi dậy là sao? Đối với họ, chết là chết, chứ chết mà sống lại là thế nào? Còn bị đóng đòn, bị đóng đinh, bị treo trên thập giá là những gì mà họ thấy được rất rõ. Họ chỉ thấy được như vậy cho nên họ khó chấp nhận. Và chúng ta ngày hôm nay khi mà đi theo Chúa Giêsu, đi vào con đường lòng thương xót Chúa, mình cũng thấy khó mà chấp nhận được như vậy. Cũng nhiều lần tôi cũng như anh chị em, chúng ta đã từng nói với Chúa, lạy Chúa, con đã làm những điều tốt như thế, con đã bênh đỡ họ như thế, con đã làm ơn cho họ như thế, mà bây giờ họ quay lại, họ chống con, họ nói hành, họ nói xấu, họ kết án, họ phủi tay, họ qua cầu rút ván, rồi thậm chí bây giờ họ còn ném đá dấu tay, bây giờ họ còn thừa nước đục thả câu, bây giờ họ còn là gì đó lậu dậu đổ bìm leo gì vân vân và vân vân. Lúc mà anh chị em thấy kinh nghiệm của mỗi người chúng ta, lúc mình đang thịnh vượng, lúc mình đang lên, hoặc là lúc mình đang thành công, lúc mình đang
làm tốt công việc của mình thì nhiều người theo họ phó. Và trong số những người đi theo mình như vậy, không ít người đã lợi dụng. Chắc chắn là như thế. Không ít những người mà mình đã giúp họ, đã chia sẻ cho họ, đã cứu họ trong những lúc khốn khó. Nhưng mà đến lúc mình bị rớt đài, lúc mình bị hất cảnh, lúc mình bị thất bại, lúc mình sa cơ thất thế, lúc mình bị mất hết tất cả, lúc đó còn ai theo mình nữa hay không? Còn ai theo mình nữa hay không? Và ngay cả khi mình đang làm tốt, họ vẫn có thể vịn vào đó. Vì lý do là họ ganh, họ ghen, họ ghét, họ muốn hạ mình xuống. Cho nên hãy đi cùng nhau bàn mưu tính kế hại Jeremiah. Kẻ thù chúng ta vẫn thấy là, tao nói là kẻ thù thì rất là nhiều, nhưng mà bạn thì rất là ít. Vì thế phải thêm bạn bớt thù. Nhưng mà có những người mình đâu có thù hận họ gì đâu, mà cứ thấy mình là họ khó chịu. Vì thấy mình hơn họ, họ coi mình là kẻ thù. Mình giàu hơn họ, họ coi mình là kẻ thù. Mình đẹp hơn họ, họ coi mình là kẻ thù. Mình thành công, mình thu hút hơn họ, thì họ cứ coi mình là kẻ thù. Và nhất là càng thấy mình sống tốt bao nhiêu, càng thấy mình tín thác vào Chúa bao nhiêu, càng thấy mình hăng say đi loan truyền lòng thương xót của Chúa bao nhiêu, thì ma quỷ, Chúa nói kẻ thù số một của lòng thương xót, nó sẽ dùng chính bàn tay của con người và thậm chí dùng những người đạo đức để mà cản phá những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì người đi loan truyền lòng thương xót Chúa là kẻ thù số một của Satan. Nghe vậy sao? Sao? Cô Hà, cô Phụng còn dám đi loan truyền lòng thương xót Chúa không? Lắc đầu. Anh Tuấn, anh Cường, anh Đạt, anh gì kia kìa, anh Thắng kia kìa, anh Xuân kìa còn dám đi không? Tự nhiên sợ. Vì kẻ thù nói là cùng nhau bàn mưu tính kế hại mình. Cho nên trong các cộng đoàn lòng thương xót Chúa luôn luôn có kẻ thù nó nằm trong đó. Và kẻ thù đó không ai khác chính là Satan. Có khi nó đội lốt người này, đội lốt người kia. Có khi nó dùng bàn tay người này, bàn tay người kia. Có khi nó dùng những chuyện này, chuyện kia, nó làm cho mình cứ chia rẽ, cứ xáo trộn, cứ ganh ghét, cứ ganh tị, cứ như vậy rồi nó vỗ tay mừng thành công. Còn mình thì xa vào âm mưu của nó. Vì nó bàn mưu tính kế, mình đâu có biết. Mình chỉ đơn sơ hồn nhiên mình làm việc. Nhưng mà nó, kẻ thù nó âm mưu kinh khủng. Cho nên có những người nói, trời cha, cha phải cẩn thận cái này, cha phải cẩn thận chuyện nọ, cẩn thận chuyện kia. Trời cha đừng có nên làm cái này, đừng lên nọ, đừng nên làm cái kia. Trời cha phải, tôi nói, tốt nhất thì đừng làm. Tốt nhất đừng làm. Đã sợ thì đừng có làm, mà làm thì không sợ. Đã sợ thì đừng làm, mà làm thì đừng sợ. Chứ còn mà làm mà cứ không sợ người ta nói này, sợ người ta nói nọ, sợ người ta nói kia. Anh có làm tốt mời đi nữa, người ta vẫn cứ nói là nói. Có khi càng làm tốt người ta càng nói. Đúng không? Có khi mình càng làm xấu, ma quỷ nó càng xúi mình, người ta khen. Ê, mình chết đi chứ. Mình càng là làm ăn chơi, càng là sa đọa bao nhiêu thì nó càng che mắt cho người ta không thấy. Còn mình làm càng điều tốt bao nhiêu thì nó càng vạch ra cho người ta thấy những cái bề trái, những cái bên trong để nó phá. Có người đứa nó nói, thưa cha, con cứ đi chơi, đi đàn đúng hay là đi mua sắm thì chồng con chẳng nói gì cả. Mà cứ đi lòng thương xót Chúa là về có chuyện. Cứ đi công tác, bác ái là về nó ghen, nó bỏ đi với người khác. Mà con đi chơi với người khác thì đi chơi thì nó lại chả nói sao. Có. Anh chưa có kinh nghiệm cho nó. Tôi thấy rõ. Tôi ở nhà tôi chơi thì chả hay nói gì. Chả hay đụng đậy gì. Mà cứ thỏ cái đầu ra làm lòng thương xót là thế nó cũng có chuyện. Tại sao? Chuyện bây giờ tôi hiểu rõ lắm rồi. Đọc nhật ký lòng thương xót Chúa của Thánh Nữ Faustina, Chúa đã nói rất rõ. Ma quỷ kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa, nó sẽ tìm mọi cách nó cản phá. Nó dùng bàn tay của con người và thậm chí những người đạo đức để mà nó cản phá nữa cơ. Mà Chúa bảo, ta biết, ta cho phép nó làm đến đâu thì nó mới được làm đến đó. Chứ không phải nó muốn lộng hành nó làm gì thì làm. Nhưng mà phải biết rằng là khi con đi làm lòng thương xót Chúa thì kẻ thù số một là Satan, nó sẽ tìm một cách ngăn cản. Cho nên Jeremiah bảo rằng là
Lạy Chúa để ý coi, Chúa nghe những người tố cáo con đó nào quay lấy oán mà đền ơn đâu. Mà bây giờ người ta bảo là cứu vật vật trả ơn, mà cứu nhân nhân trả oán. Cứu người ra bị mắc oán, bị ta trả oán. Còn cứu vật nó lại trả ơn mình. Đức Giêsu làm bao nhiêu ơn cho người ta mà người ta trả oán nặng hơn mình nhiều chứ. Đôi khi tôi thấy bị người ta chơi, đôi khi tôi thấy mình bị người ta là hạ buồn, nhưng mà nhìn lên thập giá Chúa, nhìn lên thập giá Chúa, tôi tự hỏi Chúa làm gì nên tội, Chúa có làm gì nên tội không, mà tại sao người ta treo Chúa trên thập giá? Chính Chúa nói mà các thượng tế kinh sư sẽ kết án xử tử, sẽ nộp người cho dân ngoại đánh đòn, tra tấn, sỉ nhục và cuối cùng là treo trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Mình quên cái phần sau, cho nên mình dễ nản lòng, dễ bỏ cuộc, vì lý do là mình sợ cứ bị treo trên thập giá mãi mà không nhớ rằng ngày thứ ba người trỗi dậy, người sống lại. Các tông đồ của Chúa khi mà nghe Chúa nói như vậy thì lại không tỉnh táo ra, không nhận ra cái chuyện đó. Mệt đều mới thật đi chứ. Chúa đang nói về cái chuyện sống còn, nói về cái chuyện là sống chết, nói về những điều rất là quan trọng trên con đường đi theo Chúa. Quay lại thấy đang làm gì, bà mẹ thì chạy đến xin, chỗ khác thì nói chính hai ông ấy xin là Jacob và Gioan xin, còn chỗ này thì nói là bà mẹ chạy đến xin. Tưởng xin cái gì? Thưa thầy, xin thầy cho hai thằng con, một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu của thầy, trong nước của thầy. Tại sao bây giờ không ngồi bây giờ bên tả bên hữu đi, khi thầy vác thập giá đi? Sao không là Simon mà vác đi? Mấy bà ôn vô cùng. Chơi có mỗi hai chỗ bên tả bên hữu, cho hai thằng con mình ngồi hai bên, mà lại ngồi trong nước của thầy cơ. Thế chứ. Chúng ta nhiều khi mình cũng xin Chúa những cái chuyện đó. Chúa trả lời, chuyện đó đối ta không khó, nhưng mà chuyện đó của cha ta. Nhưng trước khi được cái điều đó thì liệu có dám uống chén mà ta sắp uống hay không? Mà chẳng hiểu uống chén mà Chúa sắp uống là gì, tưởng là chắc là rượu XO. Chắc tưởng là đây là Coca, đây là rượu ngoại, chắc tưởng đây là gì đó, chân châu hạt liệu, trẻ gì đó uống. Ô, con uống được chứ. Nếu như vậy người đi theo lòng thương xót Chúa tưởng rằng nó có lợi, có lộc, lợi lộc, tưởng rằng là những người cái bánh mà dành nhau để mà chia phần, mà không biết rằng là đó là cái chén đắng chứ không phải là chén rượu, không phải là chén nước ly nước ngọt, không phải là chân châu hạt liệu, không phải là chè khúc khúc gì đấy của Huế đó. Thì không phải cái đó, nhưng mà mình cứ nhìn thấy ô những người đồng thuộc Thánh Chúa họ thế này, họ được thế, họ được thế kia, rồi nhìn thấy cái bên ngoài thấy phấn khởi, rồi cứ lao vào tưởng rằng được ngồi bên tả bên hữu. Chú bảo chén này uống đi đã, uống cạn chén này rồi thì tả hữu có là cái gì đâu. Thưa anh chị em, khi mình dám uống cạn chén với Chúa thì tôi hỏi anh chị em, uống cạn chén với Chúa nghĩa là đồng lao cộng khổ với Chúa, mà thấy Chúa đang vắt thánh giá mà mình có lên ngồi bên tả bên hữu ngồi trước không? À không kia, không. Thấy chưa, Chúa đang vắt thập giá đây, Chúa đang bị nhục nhã đây, mà mình lại chơi ngồi bên tả bên hữu ngồi thì ngồi với ai? Nhưng bây giờ con người ta mình vẫn thích ngồi bên tả bên hữu, có Chúa không cũng được, không sao. Ghê gớm ở chỗ đó. Rất thỏa mãn cái tham vọng, thỏa mãn cái hão danh, thỏa mãn cái hãm chức hãm quyền. Có những người có chức có quyền, có hết mọi sự mà không có Chúa. Ngay cả trong đời tu cũng vậy. Ngay cả trong đời tu cũng vậy. Miễn là có chức, miễn là có quyền, còn có Chúa hay không tính sau. Ngồi bên tả bên hữu là được rồi, còn Chúa cứ vác thập giá đi. Chứ khôn như vậy. Mà không biết là ngồi bên tả bên hữu tức là người
càng lớn bao nhiêu thì Ngài cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh chị em mình bấy nhiêu. Nếu mà ông Gioan, ông Giacôbê biết rằng bên tả bên hữu là người chỗ cao đó, mà chỗ cao thì người làm đầu thì làm hầu thiên hạ, ông dám xin con ơi không? Ông dám xin con ơi không? Càng làm lớn bao nhiêu thì càng làm đầy tớ của người ta, dám xin con ơi không? Nhưng mà nghĩ rằng là khi mình làm lớn cái là mình có chức, có quyền, có lợi, có danh, cái gì cũng có hết. Cái gì cũng có hết. Mỗi cái là đi phục vụ thì không, để người khác phục vụ. Con người đến để được phục vụ chứ không phải đi phục vụ. Đó. Vì nghĩ như thế rằng người ta mới xin chỗ bên tả bên hữu, có phải không ạ? Còn bên tả bên hữu là càng làm lớn bao nhiêu thì càng cúi xuống mà phục vụ bấy nhiêu. Thôi, cho em xin, cho em xin. Cho nên có những người mà chạy đến, mà chúng ta đang sống trong tháng 3, tháng kinh thánh Giuse. Có những người đến khấn thánh Giuse. Mà khấn thánh Giuse cũng giống như kiểu để xin chỗ bên tả bên hữu. Cho nên cái cô có lòng sùng kính thánh Giuse lắm. Trên đó có tượng thánh Giuse như vậy để đốt cái nến. Đây là chưa có cái nến rồi, cô còn đốt cái nến lên khấn thánh Giuse. Khấn là xin thánh Giuse cho con kiếm được một tấm chồng. Một tấm chồng nào đó mà lấy chồng cho đáng tấm chồng. Một người nào đó mà đẹp trai học giỏi, con nhà giàu, trai gái như vậy. Cô khấn mãi chả được. Khấn ngày này qua tháng nọ, từ mùa thu tới rồi mùa thu chết, rồi có mùa thu chết, mà mấy mùa thu chết rồi mà cô chưa thấy được. Cô chán quá. Này là năm đặc biệt kinh thánh Giuse. Cô lên cô đọc điều kiện thánh Giuse. Năm đặc biệt thánh Giuse mà không cho con gân đặc biệt đó thì còn đặc biệt cái gì? Cô tức cầm thánh Giuse, cầm ném qua cửa sổ, quăng súng thánh Giuse. Ăn với thiết gì đặc biệt với không? Đặc biệt cái gì? Anh đừng có rớt là thánh. Ném quăng vào cửa sổ. Tức quá, xin mãi không được. Mà có cái anh chàng hay là thanh niên vừa mới đi ngang qua đó, tượng thánh Giuse cái bốp vào đầu anh chàng cái chảy máu. Cô này thấy nhìn xuống tượng thánh Giuse làm sao mà thánh Giuse lại chơi ngay vào cái đầu anh chàng này. Cô này mới cũng còn chút xíu lương tâm mới chạy xuống nên xin lỗi rồi đeo vào nhà rồi băng bó. Con mới hỏi thăm tên tuổi, rồi bắt đầu hai người quen nhau. Anh này mới cho biết rằng là xuất thân mình có nhà đạo đức tử tế, rồi đang ra trường, rồi sắp có công ăn việc làm vân vân. Thế là hai người quen nhau. Quen nhau rồi thư từ qua lại, rồi chat chít, rồi mạng miết, rồi các thứ. Rồi hết năm đặc biệt kinh thánh Giuse thì bắt đầu tới là chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quỷ bên nhau trước đấng tối cao. Mà cô mới đi chuộc lại tượng thánh Giuse, tượng nó bị bể mất rồi. Thưa anh chị em, có lúc mình kêu cầu Chúa mà Chúa không chưa nhận lời mình sốt ruột, mình muốn quăng Chúa xuống. Có người thì đem Chúa ra phơi nắng, đạp xe xích lô mà có khách đem về phơi nắng để cho Chúa biết thế nào là nắng nó mới nôi. Nếu mà đạp có khách thì đem về để cho ở trong không có nắng phơi nắng tiếp. Thưa anh chị em, thì khi mình đến với Chúa mà mình cứ tí thích để cầu xin để được như ý mình ngồi bên tả bên hữu. Khi mình đến với Thánh Giuse mà không học cái bài học khiêm nhường, không bài học phục vụ của Giuse, âm thầm lặng lẽ phục vụ con Thiên Chúa làm người, mà cứ mong tìm khấn với Thánh Giuse để mình được cái này được cái kia, mà tôi thấy Thánh Giuse ban cho cái người chị em đó một cái ơn mà tưởng rằng trong cái họa nó có cái phúc, nó có thấy đấy. Cuối cùng cô ấy đến khấn Thánh Giuse, con cảm ơn Thánh Giuse. Nếu mà không ném Thánh Giuse qua cửa sổ thì không biết bao giờ con mới có chồng. Nghe câu chuyện này về với cô đừng có đua nhau mua tượng rồi sự ném qua cửa sổ nhé. Tôi chừng mà mua tượng cái cô Hà cái kìa, cô Phụng kìa, có chồng có con gì chưa? Giờ thứ ra con vẫn còn origin. Mai con cũng đi mua tượng Thánh Giuse về con quăng cửa sổ. Người ta quăng người ta vô tình, còn mình thì cứ đứng trên cửa sổ ngó cái con nào đẹp thì đẹp trai đi xe hơi mới quăng. Đi xe hơi thì quăng thì nó đâu có rớt quăng, cái máy mui xe hơi nó cứng thì sao mà được. Phải hết sức hồn nhiên đơn sơ. Chú bạn ơn cho những người hồn nhiên đơn sơ chứ cô Phụng, cô Hà, với cô Loan này, ba cô rủ nhau. Ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm trắng bỏ bùa cho sư. Sư về xuống tháng tư uống ốm long ốm lóc cho sư chọc đầu,
ai làm cho dạ sư sầu, cho ruột sư héo, cho bầu héo hon. Cái dao nó như vậy. Ba cô đồi gạo lên chùa, một cô yến trắng bỏ bùa cho sư. Sư về số ốm tháng tư, ốm tương tư hay ốm tháng tư nhỉ? Sư về số ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc cho sư chọc đầu. Ai làm cho dạ sư sầu, cho ruột sư héo, cho bầu héo hon. Thế thì thưa anh chị em, mình đến với Chúa thực sự là đến với tấm lòng thành của mình. Và khi đến với tấm lòng thành của mình thì mình chấp nhận là có người ta khó chịu, người ta ganh ghét. Vì những người mà ở trong bóng tối thì ghét những người trong ánh sáng. Vì ánh sáng nó làm cho họ thấy được cái con người thật của họ, họ khó chịu. Có nhiều anh em bảo từ ngày đi theo cha là con mất hết bạn. Bạn gì? Bạn nhậu. Trước nó cứ gọi con là đi nhậu, gọi con ới thì đi nhậu. Còn bây giờ thì nó bảo con là ta gọi mày không đi nhậu, ta không chơi mày nữa. Cha kiếm bạn khác cho con, chứ giờ con mất hết bạn. Ê, thưa anh chị em, khi mình đi tu, khi mình dấn thân vào con đường lòng thương xót Chúa, khi mình đi theo Chúa, thì nhớ bên tả bên hữu Chúa là trên con đường thập giá, như là ông nào bắt thập giá Chúa Giêsu. Ông nào? Ông Simon bắt thập giá Chúa. Và người phụ nữ nào để long mặt cho Chúa là bà Veronica. Đó, bên tả bên hữu là một người thì long mặt, một người vắt thanh giá đỡ Chúa. Bất chấp là có thể bị quân dữ nó đánh nó đập, bất chấp người ta có thể cho mình là phải là đồng phạm rồi. Anh ngữ thì mà coi, một người đang bị kết án tử hình có ai dám lại gần không? Không đâu. Đồng phạm phải không? Đồng bọn phải không? Bắt luôn. Có ai dám đâu. Còn khi mà được lên làm chủ tịch, làm tổng thống rồi thì ai cũng đến và thấy sang bắc quan làm họ. Dù rằng đã họ hàng mà bắn can nông không tới mà vẫn cứ nhận làm họ. Cũng giống như là cái ông mà ông đi hót rác à. Về trong cái nhà rách nát chẳng có ai quen biết gì cả. Thì ông mới đi tình cờ ông mua được cái vé số. Ông mới trúng được độc đắc một cái thì tự nhiên báo chí nó đăng lên. Là hôm nay có chú Bảy ơi, con đây chú Bảy, bác Bảy ơi, cháu đây bác Bảy, bố Bảy ơi, con đây bố Bảy. Nó bảo trời ơi, này lên bác, lên chú, lên tới bố nữa. Còn tí ông nội Bảy ơi, cháu nội đi ông nội Bảy. Lên tới ông nội nó đội lên đầu luôn, có tiền mà nó súng lại. Thế là ông cứ phát. Hết cháu lên ông chít gì đâu, phát tiền hết. Phát xong cuối cùng ông chẳng có để dành cái gì cả. Và cuối cùng không còn cái gì. Thằng cháu, thằng em, thằng bạn, tất cả chẳng thấy còn nào bảy hết cả. Còn mỗi một cái con chó nó vẫn trung thành với ông. Từ lúc mà ông ấy rách rưới đến lúc ông giàu có và ông trở lại nghèo khó thì còn mỗi một cái con chó. May mà không có củ riềng bên cạnh, chứ có củ riềng với củ ấy thì chắc tụi nó cũng sơi luôn rồi. Chắc là chó ghẻ nó có để lại. Thì thưa anh chị em, đi theo Chúa, mình chấp nhận như vậy, mình mới gọi là tín thác. Tín thác vào Chúa thì biết rằng con đường nó có gian khổ, con đường nó khó khăn. Nhưng đó là con đường mà Chúa đã chọn, con đường Chúa đã đi. Mình đi theo Chúa thì đi vào con đường đó. Đừng có tranh giành chức tước, địa vị và quyền lợi. Tôi nói những anh em nào mà có cái máu tranh giành chức tước, địa vị, quyền lợi, cái máu mà coi rằng lòng thương xót như cái bánh thì đừng đi vào con đường đó. Sẽ thất vọng vì không được lợi như mình mong, không được danh như mình chờ, không được quyền như mình muốn, không danh, không lợi, không quyền. Đi làm cái gì? Thôi, ông đi mình ông đi. Và Chúa vẫn lặng lẽ một mình vác cây thập giá, chẳng ai đi theo. Có đi theo là những quân dữ đánh, đập, chửi rủa mà thôi. Nếu anh chị em mình cảm thấy đi vào con đường lòng thương xót Chúa, con đứa nó nói tại cha đó, cho dụ con đi vào đường lòng thương xót Chúa, bây giờ con khổ quá, đứa này thì giận, đứa kia thì dỗi, đứa kia thì hờn, dỗ đứa này thì mất đứa kia, dỗ đứa kia mất đứa này. Sao mà con đường lòng thương xót Chúa nó gian lao vậy? Tôi nói, đó, vậy là đi đúng đường rồi, phải tạ ơn Chúa đi chứ. Đi mà con đường lòng thương xót Chúa mà, ôi chị hai, ôi anh hai, đứa nào nó cũng xuống lại rồi, vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chỗ nào chưa hết.
coi chừng, đó là con đường mà Satan nó đang dụ mình đi vào con đường đó đó. Còn nếu gặp đau khổ, nếu gặp thử thách, nếu gặp nhục nhã, nếu gặp chông gai mà mình vẫn trung thành, mình vẫn tín thác vào quyền năng lòng biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa, con đang đi đúng đường rồi. Amen. Cha là niềm hy vọng.